buồn hơn. Một con cá bị sỏi thận. Vì viên sỏi thận to quá nên nó bị chìm xuống đáy biển, không thể ngồi lên mặt nước được. Chắc tại nó ít uống nước quá nên bị sỏi thận đây mà. Anh em nhớ uống thật nhiều nước để tránh bị sỏi thận như con cá này nhé. Một con ong bị dị ứng phấn hoa nên nó không thể lấy mật về tổ được. Quá buồn bã nên nó bị trầm cảm, đúng là bi kịch mà. Hươu cao cổ bị đau cột sống. Vì căn bệnh quái ác này nên nó phải gặm cỏ như một con bò, chứ không thể ăn lá cây như đồng loại của nó được. May mà nó chưa mắc chứng sờ đồ cao đấy, chứ nó mà sờ đồ cao nữa thì sống dở chết dở luôn. Một con dơi tè dầm, trông nó rất là mất vệ sinh đúng không anh em? Chứng tè dầm này chỉ khiến nó buồn thôi, chứ nó mà bị tiêu chảy nữa thì quả là ác mộng. Một con ếch bị ngắn lưỡi, do chiếc lưỡi quá ngắn nên nó không thể giành thức ăn với đồng loài được. Không biết lưỡi nó ngắn như thế thì có khiến cho nó bị nói ngọng không ta? Rơi vào cảnh này, chắc con ếch chỉ biết thốt lên: nhịt nhẹ cuộc nhơi. Chim gõ kiến bị rối loạn tiền đình, đã bị đau đầu rồi mà suốt ngày gõ vào gốc cây, chắc có ngày nó cũng bị chấn thương sọ não quá. Một con gà bị xui mau gà. Chắc con gà này là gà móng đỏ, vì đi kiếm khách nhiều quá nên nó bị căn bệnh quái ác này đây. Con sâu sợ không gian hẹp. Vì sợ không gian hẹp nên con sâu không thể làm kén và không thể hóa thành con bướm, mà nó trở thành con sâu. Con sen bị tiểu đường. Do căn bệnh này mà con sen trở thành địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng của lũ kiến. Chắc để giúp chữa bệnh tiểu đường cho con ốc sen, chúng ta phải rắc muối vào nó quá. Một con muỗi bị mỡ máu. Vì hút phải máu của mấy đứa dính ngải heo nên con muỗi này bị máu nhiễm mỡ, không thể bay nhanh được. Một con cua bị hội chứng OCD. Có thể bạn chưa biết, hội chứng OCD hay còn gọi là bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Đây là một bệnh lý thần kinh liên quan đến suy nghĩ và hành vi của người bệnh. Mà con cua nào cũng có một cái càng to, một cái càng nhỏ. Vì mắc hội chứng OCD khiến nó rất ức chế và khó chịu khi thấy hai cái càng không to bằng nhau. Và một con én nhận ra năm qua không tiến bộ được gì, loay hoay tìm mục tiêu, lơ lửng giữa những lựa chọn. Sức khỏe và tinh thần ngày một đi xuống, mọi thứ cứ giang giang dở dở. Vì vậy, ước mong năm tới của em sẽ là: tiền đây, cầm đi em. Nhấn đăng ký và bật chuông.